Xin chào mọi người, hôm nay thì vườn em lên một số cái chậu lan cát lê gia cho các bác anh chị sưu tầm ha. Thì cây đây thì thứ nhất là nó là một cái giống lan rất dễ trồng, dễ chăm sóc nè. Cái lá nó to và sờ vào cái lá nó dày mọi người, sờ cái lá nó dày như là lá kiếm luôn á. Đây nè, đó, sờ vào dày, cứng ngắc à. Và đặc biệt á, cái cây này thì lúc mà nó nở hoa á, thì hoa nó to mọi người, hoa nhìn như là cái hoa hướng dương vậy, to đùng vậy nè, to dã man luôn. Và nó cũng rất dễ trồng, dễ sóc. Vườn em thì đã trồng thuần một số cái chậu đây rồi. Thì các bác chị nếu mà sưu tầm về thì chỉ việc là treo lên tưới thôi mọi người. Chứ cái giống này thì nói chung là nó không cần phải quá chăm sóc kỹ gì đâu. Đây, rồi và trong lô đây thì có khá là nhiều chậu. Thì tất nhiên là mọi người mua thì em sẽ lựa những cái chậu mà khỏe đẹp nhất để chia sẻ cho các bác anh chị ha. Thì mỗi chậu như vậy thì có giá là 200 ngàn mọi người nha. Đây, và mời mọi người cùng ngắm cái hoa cát lê gia nha. Cái thằng này thì cái hoa trong vườn em chủ yếu là cái hoa mà cánh cam lưỡi đỏ mọi người nha. Cánh cam lưỡi đỏ ha. Bây giờ nó cũng nở lai rai số chậu rồi. Có số chậu nó nở hoa thì cũng bán lai rai á. Còn số chậu đây thì về mọi người chăm sắp tới sẽ có hoa thôi. Trong cái giống này thì nó dễ trồng dễ hoa mọi người. Rồi. Lan cát lê gia mọi người nha. Đây một số chậu, em quay số chậu trong vườn cho mọi người xem. Thằng này thì tất nhiên mọi người mua thì em sẽ đóng gói thùng xốp em gửi đi cho an toàn mọi người nha. Đó. Nhìn dài cầm vào nặng lắm mọi người, cầm vào gần cả ký á. Công nhận cái giống lan này cái thân lá nó dày nên là mình cầm cái cảm giác nó rất là chắc tay, rất là đầm tay. Đó. Rồi có một số cái đang nhú nụ nữa mọi người. Đó. Sắp tới cái mùa hoa của nó rồi nên là bữa nay thì nó cứ nở lai rai mà. Thằng này nó cứ nở lai rai liên tục. Rồi một chậu thì nó sẽ cỡ như vậy nhé mọi người. Tất nhiên là sẽ lựa những cái chậu khỏe đẹp nhất cho mọi người nha. Đây chậu như vậy. Đó. Mọi người mua mọi người liên hệ tới số điện thoại của em để tiêu đề là được nha. Mọi người liên hệ đại 0384750258. Thằng này sẽ đóng gói vào thùng xốp nha mọi người. Và khi mà đóng gói xong thì khả năng là cái thùng nó cũng khá to. Chính vì vậy em sẽ gửi ship thương thôi. Nên là cái thời gian gửi thì vườn em là ở Kon Tum, gửi đi thì các bác chị ở gần thì tầm 1-2 ngày tới, còn bác nào ở xa thì tầm 3-4 hoặc là 5 ngày. Mọi người yên tâm là cái này gửi đi 10 ngày chả vấn đề gì nha. Các bác chị lưu ý nha, cái này phải báo trước cho một số bác, số anh chị mới tập sưu tầm lan, nhiều khi gửi cây mới đi có 2 ngày đã lo lắng hư chết rồi. Hoặc là có khi một số cái vấn đề về vận chuyển thì nó tầm cỡ 4 ngày nó tới. Thì các bác chị lúc đó là cứ sợ là nó chết, nhưng mà nó thiệt với mọi người là chả bao giờ mà chết được. Bởi vì cái cây mình gửi đi á, là nó ở trong chậu vậy nè. Nó giống như là trong quá trình gửi nó cũng sống thôi, nó bình thường, nó chẳng ảnh hưởng vấn đề gì. Rồi. Đây. Cái cây đẹp mọi người nha. Rồi hôm nay là cây lan cát lê gia. Mọi người có nhu cầu sưu tầm cứ liên hệ tới số điện thoại của em để tiêu đề là được nhé. Mọi người liên hệ đại 0384750258. Rồi và giá là 200 ngàn một chậu và giá chưa bao gồm phí vận chuyển. Phí vận chuyển sẽ do bên đơn vị vận chuyển họ thu. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà.